Chúng sanh lên cao hay xuống thấp là do nơi nghiệp. Trung A Hàm. Chương 31. Nghiệp chuyển lên và nghiệp chuyển xuống. Nghiệp lực có thể đưa xuống được không? Nói cách khác, người ta có thể tái sanh vào cảnh thú không? Câu trả lời của người Phật tử có thể không được tất cả mọi người chấp nhận, vì Phật giáo xác nhận rằng sự kiện ấy có thể xảy ra. Hình thể vật chất mà xuyên qua đó sự liên tục của đời sống được cụ thể hóa chỉ là những biểu hiện hữu hình và nhất thời của nghiệp lực. Thân hiện tại không phải là cái biến thể của xác quá khứ, mà là kế nghiệp, là cái hình thể khác biệt, tiếp đối hình thể quá khứ, cả hai nối liền nhau trong một dòng nghiệp lực. Một luồng điện có thể biểu hiện kế tiếp dưới hình thức ánh sáng, rồi hơi nóng hay sự di động, không phải ánh sáng trở thành hơi nóng, hay hơi nóng trở thành sự di động. Cùng một lối ấy, nghiệp lực có thể biểu hiện dưới hình thức một vị trời, một người, một con thú hay một hạng chúng sanh khác. Các hình thể vật chất ấy không liên hệ với nhau. Chính cái nghiệp tạo nên bản chất hình thể ấy. Bản chất của hình thể vật lý như thế nào tùy hành động của ta trong quá khứ, và hành động này tùy thuộc nơi trình độ, tiến hay thoái hóa của ta. Thế vì nói rằng người trở thành thú hay thú thành người? Đúng hơn ta phải nói rằng cái nghiệp lực đã biểu hiện trong hình thể người có thể biểu hiện trong hình thể thú. Trên bước phiêu lưu trong dòng luân hồi, chỉ dùng những ngôn từ quy ước, chúng ta thu thập nhiều kinh nghiệm, đã thọ nhiều cảm giác và thu hoạch một số đặc tính, tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta chắc chắn đã được ghi nhận trong tâm, như mực đen đã ghi trên giấy trắng, không gì làm phai lợt. Bẩm tánh riêng mà chúng ta đã cố tạo trong những kiếp sống liên tục, dù trong cảnh người, trời, thú hay ngạ quỷ, vẫn luôn luôn ngủ ngầm bên trong ta, và ngày nào mà chúng ta chưa thành tựu thánh đạo và thánh quả, ngày nào mà chúng ta còn là phàm nhân, thì những bẩm tánh ấy trong một lúc bất ngờ có thể phát lộ với một sức mạnh phi thường và tiết lộ cho ta biết khuynh hướng của dòng nghiệp còn tiềm tàng bên trong ta. Một người hiền lương, học rộng, tánh tình cao thượng, mực thước, bỗng nhiên chìm đắm say mê trong dòng trụy lạc. Tại sao người như thế lại có thể làm chuyện tồi tệ như vậy? Ai có thể ngờ người cao thượng như thế mà hành động xấu xa hèn hạ như vậy? Trong sự đổi tánh bất ngờ, hành động lỗi lầm của người kia không có chi là lạ. Đó chính là sự nổi lên trên bề mặt cái bẩm tánh thầm kín, phức tạp, ngủ ngầm. Vì lẽ ấy, những người rất cao thượng lắm khi cũng bị quyến rũ làm những chuyện mà không ai có thể ngờ. Ví dụ như trường hợp của Devadatta, tức Đề Bà Đạt Đa, sinh ra là một hoàng tử cao quý, trưởng thành trong giới luật của hàng xuất gia cao thượng, đã đạt được phép thần thông, mà còn bị lòng ganh tị chi phối, vì ganh tị là bẩm tánh tiềm tàng trong dòng nghiệp của ông, nhiều lần mưu toan ám hại vị tôn sư của mình là Đức Phật. Đó là bản chất phức tạp của con người. Cái quá khứ vừa qua chưa hẳn là đủ để cho ta biết hoàn cảnh vị lai sắp đến. Chúng ta tạo nghiệp mới trong từng khoảnh khắc, từng chập tư tưởng. Theo một lối hiểu, cái ta trong hiện tại quả thật là kết quả của cái ta trong quá khứ, và cái ta trong tương lai sẽ là kết quả của cái ta trong hiện tại. Nhưng hiểu một lối khác, chúng ta
không hoàn toàn là kết quả của cái ta trong quá khứ, và trong tương lai cũng sẽ không tuyệt đối là hậu quả của cái ta trong hiện tại. Người kia hôm qua là kẻ sát nhân, hôm nay có thể có một đời sống thanh cao trong sạch, ngày mai có thể phạm những lỗi lầm tày trời. Ta có thể tự xét đoán ta một cách chắc chắn và không sợ lầm lạc trong cái hiện tại vĩnh cửu này. Hiện giờ ta đang gieo giống cho tương lai. Trong giờ phút hiện tại này, ta có thể đóng vai trò của người thô lỗ, tàn bạo và tạo địa ngục cho chính ta, hay trái lại vai trò của một đấng siêu nhân và tạo thiên đàng cho ta. Mỗi chập tư tưởng trong hiện tại tạo điều kiện cho chập tư tưởng kế đó phát sanh. Theo triết học Phật giáo, hiện tượng tái sanh sắp đến do tiến trình tư tưởng cuối cùng của kiếp sống vừa qua tạo nên. Trong một kiếp, mỗi chập tư tưởng vừa qua để lại tất cả tiềm năng cho chập tư tưởng sắp đến, thì trong hiện tượng sanh tử, chết và tái sanh cũng vậy. Chập tư tưởng cuối cùng của kiếp sống vừa qua, khi chấm dứt, chuyển lại tất cả bản chất và đặc tính đã thu thập cho chập tư tưởng đối tiếp, tức chập tư tưởng đầu tiên của kiếp tái sanh, khi đó gọi là Vatisandhi Vinnana, thức tái sanh. Bây giờ, đến lúc lâm chung, người kia đang ôm ấp một ước vọng thấp hèn, hay có một tư tưởng hoặc một hành động tương xứng với loài thú, thì nghiệp xấu sẽ tạo điều kiện đưa người ấy tái sanh vào cảnh giới thú. Cái nghiệp lực đã biểu hiện dưới hình thức người sẽ biểu hiện dưới hình thức một con thú. Như vậy, không có nghĩa là tất cả những nghiệp tốt đã tạo trong quá khứ đều mất. Nghiệp tốt ấy vẫn còn tiềm tàng và chờ cơ hội thuận tiện để lộ xuất. Trong trường hợp kể trên, sau khi chết, thú có thể nhờ nghiệp tốt quá khứ tái sanh trở lại cảnh người. Tiến trình tư tưởng cuối cùng không hẳn phải tùy thuộc nơi hợp thành lực của các hành động trong đời sống. Theo thông thường, một người tốt thì tái sanh trong cảnh tốt, người xấu trong cảnh xấu. Tuy nhiên, trong vài trường hợp đặc biệt, chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Ví dụ như hoàng hậu Malika đã sống đời hiền lương đạo đức, nhưng vì lúc lâm chung đã nảy ra một tư tưởng không lành nên phải tái sanh vào cảnh khổ. Tuy nhiên, nhờ nghiệp tốt mạnh, bà chỉ sống trong cảnh khổ vài ngày thôi. Ta tự hỏi, có thể biện giải điều này không? Nếu vì một sự khiêu khích nào, chàng kia vốn hiền lương đạo đức lại lỡ tay giết người, tất nhiên chàng ấy phải mang tội sát nhân. Những hành động tốt của người ấy trong quá khứ chắc chắn sẽ trổ sanh quả lành, nhưng nghiệp ác gây ra không vì đó mà mất hậu quả. Nếu năng lực của nghiệp thiện mạnh hơn năng lực của nghiệp bất thiện, thì quả ác bị quả lành lấn át, không phát hiện được đầy đủ. Dù sao, đương sự cũng phải gặt hái phần quả bất thiện, do nghiệp lực hướng chuyển đến cảnh giới của các nhóm người ác, một nơi không thích hợp với bẩm tánh hiền lành sẵn có của đương sự. Ta có thể tưởng tượng một hành động vô luân làm mất giá trị người cao quý đến mức nào. Ngày kia, có hai vị tu sĩ khổ hạnh tên Buddha và Sediya, một người tu ép sát, sống như loài bò, và một người sống như loài chó, đến viếng Đức Phật và hỏi Ngài về tương lai của mình. Đức Phật trả lời, thế gian này có người cố gắng ép sát, sống hoàn toàn và thường xuyên như chó, luyện tập thói quen, tâm địa và cử chỉ như chó. Người sống thường xuyên với thói quen, tâm địa và cử chỉ hoàn toàn như chó, sau khi chết sẽ tái sanh giữa loài chó. Nếu người tin tưởng rằng, do lối sống khắc khổ và cao quý này, ta sẽ trở nên một vị trời hay một hạng thần linh khác, thì chắc chắn đó là một lầm lạc. Đối với người lầm lạc như thế, Như Lai tuyên bố rằng, trong tương lai, họ sẽ gặt hái một trong hai trạng thái, cảnh khổ hoặc cảnh thú. Như vậy, nếu không tái sanh vào khổ cảnh, người tu khổ hạnh
sống hoàn toàn như chó, sẽ tái sanh làm bạn với chó. Cũng thế ấy, Đức Phật tuyên bố rằng người tu khổ hạnh ép xác sống hoàn toàn và thường xuyên như loài bò, sau khi chết sẽ tái sanh giữa đám bò. Vậy, trong sự tiến hóa của chúng sanh, có thể có nghiệp đưa xuống, ngược lại cũng có nghiệp chuyển lên. Ví dụ như lúc chết, một con thú có thể nảy ra một bản năng lành. Bản năng lành này có thể đưa đến sự tái sanh vào cảnh người để thọ hưởng quả lành. Chập tư tưởng cuối cùng của con thú không phải hoàn toàn tùy thuộc nơi một động tác, bởi vì theo thường tâm của loài thú rất chậm chạp và thú khó có thể hành thiện. Chập tư tưởng cuối cùng của thú tùy thuộc một vài hành động lành trong quá khứ xa xôi của dòng luân hồi vô tận. Vậy, trong giây phút sắp chết, thú có thể hồi nhớ lại những cảm xúc hay hình ảnh khả dĩ đưa đến sự tái sanh trong cảnh người. Một danh hào Pháp, Bushin, hình dung sự kiện này xuyên qua định luật truyền thống. Một người có thể giống ông nội mà không giống cha. Căn nguyên của một chứng bệnh đã thu thập vào cơ thể của tổ tiên và qua mấy thế hệ vẫn tiềm tàng không xuất hiện, nhưng có thể bỗng nhiên biểu hiện thật sự. Giáo lý nghiệp báo và tái sanh thật là phức tạp. Từ đâu chúng ta đến, ta sẽ đi đâu, và chừng nào đi, nào ai biết. Nhưng chúng ta phải ra đi, đó là điều chắc chắn. Tài sản, sự nghiệp mà ta chiều mến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc mà ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo ta. Chắc chắn như vậy, cho đến cái thân này mà ta gọi là của ta cũng vậy. Từ cát bụi nó đến, nó sẽ trở về với cát bụi. Danh vọng hảo huyền, vinh quang trống rỗng, tất cả đều tiêu tan theo mây gió. Vẫn một thân một mình, chúng ta phiêu bạt trong cơn bão bùng giữa đại dương của dòng luân hồi, trôi dạt đó đây theo cái nghiệp. Xuất hiện ở đây dưới hình thú hay người, ở kia như chư thiên hay chư phạm thiên. Chúng ta gặp nhau rồi ra đi, có thể sẽ còn gặp nhau trở lại, nhưng sẽ không nhận ra nhau. Khó tìm ra một chúng sanh mà trong dòng luân hồi vô tận chưa là cha, là mẹ, là anh, là chị, là con, là em của chúng ta. Đức Phật dạy rằng, nếu có người chặt hết cây cỏ của xứ Ấn Độ, gom lại thành đống, rồi nhặt lên từng món mà nói, đây là mẹ tôi, đây là mẹ của tôi, thì có thể nhặt hết đống kia mà chưa kể hết tất cả các bà mẹ của mẹ mình. Trên bước diễn du trong dòng luân hồi, mối liên hệ giữa chúng sanh thật là mật thiết. Những kiếp sống vô số kể, những đau khổ vô cùng tận mà chúng ta phải trải qua trong quá khứ được Đức Phật nhắc lại như sau. Nếu có thể gom lại xương của một người trong dòng luân hồi, và nếu xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như mật thạch trụ, một chồng, một đống, khổng lồ bằng quả núi, Vepula. Đã lâu rồi, con đau khổ vì cái chết của một người cha, người mẹ, người anh, người chị, và trên con đường dài. Mỗi khi đau khổ là con khóc, khóc mãi như vậy trong cuộc hành trình xa xôi, thăm thẳm. Nước mắt đã rơi còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Đã lâu rồi, máu của con đã đổ giọt khi bị chặt đầu trong những kiếp sống dưới hình thức bò, trâu, trù, dê, vân vân. Đã lâu rồi, con đã bị cầm tù vì tội trộm cắp, cướp giật hay dâm loạn và đã bị hành quyết. Trong cuộc hành trình xa xôi, máu con đã đổ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Và như vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao đau khổ, biết bao bức rứt dày dò, biết bao là giận xấu, và choáng đầy biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu lắm rồi, con bất mãn với bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, đã quá lâu, quá đủ, để bây giờ con ngoảnh mặt quay lưng, tìm một con đường khác để lánh xa tất cả.